Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Nguồn nhân lực cho nền kinh tế trên kênh Info TV của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay nguồn nhân lực bên ngoài hay còn gọi là outsourcing, việc sử dụng nguồn nhân lực này đang trở thành một thực tế phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Các cuộc điều tra và nghiên cứu gần đây cho thấy có đến hơn 80% công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn nhân lực này trong thời gian sắp tới hoặc sẽ đưa việc này vào kế hoạch trung hạn của doanh nghiệp. Outsourcing không chỉ giúp các công ty hạ thấp chi phí mà còn cho phép các công ty nhỏ giải quyết những nhiệm vụ lớn hơn và phát triển nhanh hơn. Và để chương trình hôm nay có những nội dung bổ ích thiết thực, chúng tôi đã mời đến trường quay các vị khách mời đặc biệt sau đây. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tuyển dụng Nhân tài. Thạc sĩ Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc điều hành Trung tâm Đào tạo Smart Train. Bà Lê Phạm Thùy Trang, Giám đốc Công ty Kiểm toán Đại Tín. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây do nhóm phóng viên thực hiện. Sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài outsourcing đang trở thành một thực tế phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Các cuộc điều tra và nghiên cứu khác nhau đã cùng đi đến một kết luận rằng có tới hơn 80% công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn nhân lực này trong thời gian tới hoặc sẽ đưa việc này vào kế hoạch trung hạn của doanh nghiệp. Việc sử dụng một số nguồn lực thuê ngoài như dịch vụ quản lý hệ thống lương, quản lý nhân viên, cho thuê và quản lý nhân sự có thể giúp doanh nghiệp hạ thấp chi phí, cải tiến chất lượng sản phẩm và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Lâu nay, các tập đoàn lớn ở Việt Nam vẫn sử dụng dịch vụ thuê nhân sự bên ngoài khi muốn có ngay nguồn lực chuyên môn cao về thiết kế sản phẩm, khảo sát thị trường, công nghệ thông tin. Các nhà thầu dự án cũng sử dụng dịch vụ này để tiết kiệm chi phí cho nguồn lao động tạm thời. Các vị trí tiếp tân, thư ký hành chính, nhân viên văn phòng ở một số công ty sản xuất lớn cũng thường được thuê bên ngoài. Nhìn chung, doanh nghiệp đi thuê nhân sự bên ngoài thường nhằm đáp ứng một trong hai yêu cầu: cần nguồn nhân lực chuyên môn cao không có sẵn tại doanh nghiệp, hoặc muốn tìm nhân sự bên ngoài thực hiện các công việc đơn giản để tập trung nguồn lực doanh nghiệp vào chiến lược kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm mới, tăng giá trị dịch vụ. Có thể nói rằng, cắt giảm chi phí luôn là một vũ khí hữu hiệu để doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận. Outsourcing không chỉ giúp các công ty hạ thấp chi phí mà còn sử dụng nhiều công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý hiện đại trong các hoạt động kinh doanh, cho phép các công ty nhỏ giải quyết những nhiệm vụ lớn hơn và phát triển nhanh hơn. Theo các công ty chuyên về lao động việc làm, lĩnh vực công nghệ thông tin luôn dẫn đầu trong vấn đề cung cấp nhân lực, dịch vụ outsourcing và trên thế giới đã có hơn 2/3 công ty đang sử dụng IT outsourcing. Nguồn nhân lực, yếu tố quan trọng nhất quyết định sức mạnh của một quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với từng nhu cầu phát triển là yêu cầu cấp bách đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp dù trong bất kỳ thời điểm nào. Tìm kiếm, đào tạo và giữ gìn nguồn nhân lực chất lượng cao là mong muốn và là nhiệm vụ chính của mỗi nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Hãy đến với chương trình Nguồn nhân lực cho nền kinh tế. Diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhân sự bàn luận và hỗ trợ cho nhau về phát triển nguồn nhân lực. Là cơ hội của khán giả đặt câu hỏi hay góp ý với khách hàng về chính sách nhân lực, tìm hiểu về định hướng nhân sự hay tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Mỗi tuần một chủ đề, thiết thực và bổ ích. Chương trình phát sóng vào 21 giờ đến 22 giờ chủ nhật hàng tuần. Phát lại từ 12 đến 13 giờ thứ bảy, từ 18 đến 19 giờ chủ nhật trên Info TV, kênh truyền hình kinh tế tài chính của Truyền hình Cáp Việt Nam. Trước tiên thì xin được hỏi bà Hồng ạ. Thưa bà, thường thì những công ty hoạt động ở lĩnh vực nào sẽ thuê nguồn nhân lực này ạ? Xin chào tất cả các khán giả ở trường quay. Trở lại với câu hỏi của Trang, những công ty thuộc lĩnh vực nào sẽ sử dụng nguồn nhân lực thuê ngoài? Thực ra sử dụng nguồn nhân lực thuê ngoài
rất là đa dạng đối với lại các đối tượng sử dụng. Để mở rộng hơn một chút thì mình có thể cho một cái ví dụ như các bạn cũng thấy, sử dụng nguồn nhân lực thuê ngoài có vẻ là một cái ngôn từ hoặc là một cái hình thức khá là xa lạ, nhưng mà các bạn lại nhìn thấy nó khá là gần gũi. Ví dụ như các bạn thấy dịch vụ bảo vệ bây giờ, các bạn chắc là các bạn sẽ thấy rất là nhiều, thì cái dịch vụ bảo vệ bây giờ tất cả các doanh nghiệp, có lẽ gần như là mình nghĩ là 99% các doanh nghiệp sẽ không sử dụng, họ tự thuê các bảo vệ mà họ sẽ sử dụng một công ty bảo vệ để làm cái chức năng bảo vệ cho công ty. Hoặc một cái phổ biến nữa mà các bạn thấy là cái dịch vụ dọn dẹp vệ sinh tại các cao ốc hoặc các văn phòng cũng vậy. Đấy cũng là một cái ví dụ rất là điển hình là bây giờ tất cả các doanh nghiệp và thậm chí là các cái tư nhân nhỏ cũng sẽ sử dụng cái dịch vụ đó, bởi vì là họ thấy có rất là nhiều cái tiện ích từ cái việc mà sử dụng cái dịch vụ này. Trở lại cái đối tượng cụ thể hơn là nguồn nhân lực, thì như vậy các bạn thấy rằng là cái nguồn nhân lực thì nó rất là đa dạng. Các công ty, các doanh nghiệp sử dụng các cái dịch vụ này họ có thể nằm ở nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Mình có thể có một số những cái ví dụ cụ thể. Ví dụ các doanh nghiệp họ sản xuất, họ có các cái nguồn cái sản xuất theo thời vụ, và họ có những cái thời điểm mà họ phải cần rất là đông cái nguồn nhân lực. Ví dụ cụ thể hơn nữa là ví dụ như là ngành sản xuất về bánh kẹo chẳng hạn, thì vào cái thời điểm trung thu này, vào cái thời điểm Tết này, thì cái cường độ sản xuất nó rất là cao, và vì vậy họ cần cái nguồn nhân lực rất là nhiều, nhưng họ chỉ cần cái nguồn nhân lực tại cái thời điểm đó thôi. Và sau đó khi mà cái mùa cao điểm nó kết thúc á, thì cái nguồn nhân lực họ buộc phải giảm đi. Vì vậy cho nên là họ quyết định là sử dụng cái nguồn nhân lực thuê ngoài tại cái thời điểm đó, thì nó thuận tiện hơn cho cái việc mà họ quản lý về lao động, quản lý về nhân lực. Một cái ví dụ tiếp theo nữa là trong các công ty cũng về sản xuất, các công ty về cung cấp các dịch vụ, thì họ có các cái nhóm về gọi là sale, tức là các cái nhóm nhân viên bán hàng. Các bạn cũng có thể hình dung như ví dụ như là các bạn đi ra các siêu thị điện máy chẳng hạn, các bạn thấy các cái nhân viên đứng tại các cái hãng ví dụ như là Sony hay là Panasonic chẳng hạn á, thì thường là các bạn sẽ thấy các cái bạn nhân viên sale và quảng bá hoặc là giới thiệu cái sản phẩm cụ thể cho cái sản phẩm của các doanh nghiệp. Thì cái nguồn nhân lực đó họ cần rất là nhiều, có thể trải rộng, có những cái thời vụ thì họ cần nhiều, nhưng mà đa số là họ sẽ cần giải đều trong năm. Đặc thù của các cái nhân viên đó thì thường là họ cần số lượng đông, nhân viên thì thường là trẻ, cái đòi hỏi về kỹ năng và kinh nghiệm nó không quá cao. Số lượng cái nhân viên đó có thể là họ ra vào nhiều, cho nên là các doanh nghiệp họ quyết định là họ sẽ outsource cái nhóm nhân viên đấy ra ngoài để các cái công ty mà cung cấp cái dịch vụ outsource có thể quản lý về vấn đề lao động. Ví dụ như lo về ký hợp đồng lao động này, rồi khi tuyển dụng vào phải lo những cái vấn đề về đăng ký những cái chế độ chính sách cho các nhân viên đó chẳng hạn. Thì nếu như mà họ tự trong cái công ty họ phải quản lý cái đó thì họ đấy là tốn nhiều thời gian mà họ muốn tập trung vào những cái kinh doanh chính của họ thôi, thì họ cũng có thể là họ sử dụng cái ao sọt bên ngoài. Rồi thêm nữa là các cái vị trí ví dụ như là ao sọt như là các cái vị trí về hành chính văn phòng chẳng hạn, thì họ thấy là những cái vị trí này nó không phải là những cái vị trí mà họ hay dùng là những cái core business tiếng Anh như vậy, có nghĩa là những cái kinh doanh chính yếu đó, cho nên là họ cũng có thể sử dụng một cái ao sọt bên ngoài để mà họ thuê và quản lý cái nguồn nhân lực đó. Thì tóm lại là cái sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài nó rất là đa dạng trong mọi lĩnh vực. Xin được hỏi bà Trang ạ, vậy thì ở công ty bà cái nguồn nhân lực này được sử dụng như thế nào và nó có thực sự tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp của mình không ạ? Thì ở công ty của chúng tôi làm về lĩnh vực kế toán kiểm toán thì nó có sử dụng cái nguồn nhân lực bên ngoài ở những cái mùa kiểm toán. Thì ở cái mùa kiểm toán thì mình sử dụng cái nguồn nhân lực là các bạn sinh viên mới ra trường, thì sử dụng cái
coi như các bạn phải có một cái thời gian training ngắn để có thể làm được những cái phần hành ngắn, thì nó bổ sung sẽ bổ sung cho các bạn về cái kiến thức và đồng thời cũng có cái thực tế, thì để các bạn làm những cái đề tài tốt nghiệp thì bên mình là sử dụng outsource cho cái vấn đề đó, nhưng đồng thời bên mình cũng là cái đơn vị cung cấp outsource cho các cái ngành, các cái đơn vị khác, ví dụ như outsource về vấn đề về kế toán. Đó là những cái đại khái cái người sử dụng, cái đơn vị sử dụng outsource có thể là đơn vị vừa và nhỏ, cũng có thể là đơn vị lớn, tùy theo người ta sử dụng cái nguồn nhân lực bên ngoài làm sao cho nó có hiệu quả, nó đạt được cái hiệu quả cao và đồng thời nó cũng có tiết kiệm được cái chi phí. Ví dụ như các bạn ở bên mình có thể chủ yếu là sử dụng cung cấp cái outsource cho các công ty ở các lĩnh vực về tư vấn về tài chính, tư vấn về thuế, tư vấn về lao động. Có thể là ở các công ty rất là lớn nhưng mà người ta sử dụng chủ yếu là cái nguồn nhân lực của người ta đã sử dụng trong cái việc phát triển lao động, phát triển về cái hướng kinh doanh của người ta. Như người ta những cái công việc bình thường, ví dụ như là quản lý về nhân sự, thì người ta sẽ sử dụng outsource. Tại vì cái việc quản lý về nhân sự đó sẽ sử dụng được, nếu mà sử dụng outsource thì sẽ các bạn sẽ được, công ty đó sẽ được một cái đội ngũ, cái đơn vị cung cấp rất là chuyên nghiệp hơn là các sử dụng một cái người lao động làm việc về cái vấn đề đó. Thứ nhất là tiết kiệm được chi phí và cái có được một cái việc cung cấp dịch vụ nó tốt hơn. Còn về vấn đề về tư vấn về tài chính hay là về bên mình cung cấp rất nhiều outsource về cung cấp về tài chính hoặc là về thuế, thì nếu bây giờ bên các cái công ty khách hàng mà cần một cái đội, một cái người mà có một cái am hiểu về thuế cao thì nó sẽ tốn nhiều tiền và đồng thời cái người đó cũng không sử dụng hết cái quỹ thời gian của người ta cho công ty đó nữa. Thì như vậy thì người ta có thể một cái tư vấn thuế như vậy có thể làm cho rất là nhiều công ty, và cái cách nhìn của người ta đối với lại cái một cái công ty như vậy nó cũng sẽ rộng hơn, nó tốt hơn là cái người chỉ ở công ty đó mà cung cấp cái dịch vụ tư vấn thuế đó cho cho một đơn vị thôi. Thì có một cái nhìn nó khách quan hơn và nó rộng hơn. Thì đã bên mình là cung cấp vừa là đơn vị nhận cái dịch vụ mà cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ về outsource cho các cái đơn vị khác. Vâng, xin cảm ơn bà Trang. Với hai ý kiến của hai vị khách mời vừa rồi thì ông Thanh có bổ sung thêm gì không? Dạ vâng, thì những cái doanh nghiệp mà sử dụng dịch vụ thuê ngoài thì rất là rộng và rất là đa dạng. Nếu như những năm 90 á, thì Việt Nam được nhắc đến nhiều với cái dịch vụ outsource dành cho ngành IT, ngành công nghệ phần mềm, cái là cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm cho nước ngoài. Thì ngày nay thì dịch vụ outsource nó được liên quan rất là nhiều cái dịch vụ khác nhau, từ kế toán, kiểm toán đến luật, rồi đến là marketing, rồi đến IT, rồi kể cả những cái dịch vụ như bảo vệ hoặc là dịch vụ mà vệ sinh chẳng hạn cũng là outsource hết. Cho nên cái vấn đề outsourcing nó rất là được là phổ biến hiện nay. Và tôi muốn bổ sung thêm một ý nữa, đó là outsource ở đây không phải chỉ là công ty trong nước không, mà chúng ta có thể outsource cho những công ty ở nước ngoài. Hiện nay mô hình những cái công ty làm dịch vụ kế toán ở tại Việt Nam, họ có khả năng làm được báo cáo kế toán, báo cáo thuế cho những doanh nghiệp ở Úc chẳng hạn, hoặc là ở tại Mỹ chẳng hạn. Bởi vì tranh thủ cái nguồn nhân lực dân công rẻ ở Việt Nam mà người ta có thể là chuyển về Việt Nam những công việc đó làm và giúp cho tạo công ăn việc làm cho những cái nhân lực trẻ ở Việt Nam. HR2B là một công ty Việt Nam chuyên về dịch vụ tư vấn nhân sự hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ năm 2003, HR2B đã hỗ trợ khách hàng có nhu cầu về quản lý nguồn nhân lực. Năm 2011, HR2B trở thành công ty tuyển dụng hàng đầu ở Việt Nam. Nhờ vào sự am hiểu thị trường sâu sắc, cùng với công tác quản lý nghiêm ngặt các quy trình hoạt động và dịch vụ chăm sóc khách hàng theo chuẩn quốc tế, HR2B đã tạo dựng nên tên tuổi, xứng đáng là đối tác kinh doanh đầy trách nhiệm và uy tín. HR2B có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các ngành như công nghệ thông tin, sản xuất, hàng tiêu dùng, ngân hàng và dược phẩm. HR2B đã hỗ trợ hơn 30 doanh nghiệp nước ngoài thành lập tại Việt Nam hơn 3 năm qua. Với hơn 300 khách hàng, mỗi khách hàng đều được HR2B cung cấp dịch vụ chăm sóc với chất lượng tối ưu, với quy trình quản lý khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng chặt chẽ.
Dịch vụ cho thuê nhân sự là một giải pháp thay thế cho việc trực tiếp tuyển dụng nhân viên. HR2B cung cấp giải pháp đơn giản nhất để các doanh nghiệp có được đội ngũ nhân viên kinh nghiệm và chất lượng với các dịch vụ chọn gói bao gồm tuyển dụng, chuẩn bị các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho nhân viên mới, trả lương và tìm người thay thế. Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2006, với trên 200 hợp đồng cung cấp cho 30 khách hàng, HR2B đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ cho thuê nhân sự uy tín và trách nhiệm. Với cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực thuê ngoài hiện nay thì cái tốc độ nó gia tăng rất là nhanh. Tại công ty HR2B của chúng tôi á, thì cái số lượng khách hàng tăng trưởng 100% trong năm 2013. Khách hàng khi họ sử dụng nguồn nhân lực thuê ngoài thì mục đích chính của họ là họ muốn nhân viên của họ được đảm bảo tất cả những cái chế độ, những cái quyền lợi theo đúng luật lao động Việt Nam. Trong khi đó, tất cả những cái công việc đó họ lại muốn giảm thiểu tại công ty của họ, và vì vậy họ muốn một công ty nhân sự chuyên nghiệp thực hiện. Ở HR2B hiện nay chúng tôi có hơn 40 khách hàng sử dụng cái dịch vụ thuê ngoài. Họ đều là tất cả những cái công ty hàng đầu trong cái lĩnh vực kinh doanh của họ, là công ty Việt Nam và đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh. Còn với nhân viên, đội ngũ nhân viên của HR2B phục vụ trong lĩnh vực thuê ngoài hiện nay có hơn 400 nhân viên. Tất cả họ đều là những người nhân viên lành nghề, và trong số đó thì có khoảng 40% là cấp quản lý và chuyên viên. HR2B cũng có những cái nhu cầu tuyển dụng cho nhân viên mới tốt nghiệp ra trường, những sinh viên trẻ chưa có kinh nghiệm làm việc, và chúng tôi mang lại cơ hội cho các bạn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc. Cùng với hơn 60 chuyên viên phục vụ khách hàng trong và ngoài nước, các khách hàng của HR2B rất hài lòng với dịch vụ khách hàng đẳng cấp quốc tế từ các chuyên gia được đào tạo bài bản. Dịch vụ của HR2B đã đạt trên 80% trong cuộc khảo sát theo quý về sự hài lòng của khách hàng. Nhờ vào chiến lược giải quyết vấn đề và phương pháp luận bậc thang, những vấn đề hoặc yêu cầu của khách hàng được xử lý nhanh chóng và chuyên nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Xin được hỏi các vị khách mời ở đây ạ, vậy thì việc sử dụng cái nguồn nhân lực bên ngoài này thì có ảnh hưởng đến nguồn nhân lực nội bộ hiện nay của các doanh nghiệp hay không ạ? Xin được mời bà Hồng ạ. Việc sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến nguồn nhân lực nội bộ cả. Đó là nó vẫn phát sinh từ cái nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp cần các cái nguồn nhân lực ở các cái thời điểm kinh doanh khác nhau và đối với lại các cái đối tượng nhân viên khác nhau. Mình trở lại cái ví dụ ban đầu là khi mình nói đến cái khối lượng nhân viên mà làm kinh doanh, tức là làm sale đó, thì có những cái đặc thù kinh doanh họ sẽ cần các cái nhân viên làm sale trong một cái khoảng thời gian ngắn với cái mùa cao điểm. Có những cái nhân viên họ cần, có những công ty họ cần nhân viên làm sale trải rộng trong nguyên một năm làm kinh doanh. Tuy nhiên thì vì cái đặc thù của cái nhóm nhân viên đó là cần nhiều, có thể là cần cái số lượng nhiều ở một cái thời điểm trong năm, có thể là cần số lượng ít tại một cái thời điểm khác trong năm, nhân viên lại ra vào nhiều, tức là ý ở đây mình nói là nhân viên có thể nghỉ việc rồi các nhân viên mới vào cũng nhiều, hoặc là tuyển thêm các nhân viên vào cũng nhiều. Tất cả những cái đó đều là thuộc cái lĩnh vực quản lý lao động, và vì vậy cho nên là các doanh nghiệp vẫn phải cần cái nhóm nhân viên đó, và những cái đó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến nguồn nhân lực nội bộ hiện có của công ty cả. Vậy thì hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp muốn sử dụng cái dịch vụ này, xong họ cũng có một cái lo ngại là có thể khi mà họ sử dụng cái nguồn nhân lực bên ngoài đấy thì họ sẽ bị lộ những cái thông tin nội bộ của doanh nghiệp mà họ muốn giữ cho riêng doanh nghiệp của mình, cũng như là ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của doanh nghiệp họ. Vậy thì vấn đề này được xử lý như thế nào ạ? Xin được hỏi Thạc sĩ Thanh ạ. Cái bí mật kinh doanh rất là quan trọng, và cái việc outsourcing nó có thể rủi ro, gây rủi ro về cái bảo mật thông tin của doanh nghiệp, đặc biệt đúng trong cái lĩnh vực kế toán kiểm toán. Tuy nhiên là đối với các doanh nghiệp thuê ngoài á, thì họ cũng không phải quá lo lắng về điều này, bởi vì các cái hợp đồng ký kết với các công ty cung ứng dịch vụ thuê ngoài á, có những điều khoản ràng buộc rất là chặt chẽ về vấn đề bảo mật thông tin. Và bản thân các công ty cung ứng các cái dịch vụ thuê ngoài đó, họ cũng hiểu rằng là bảo mật thông tin là một trong những yếu tố quan trọng để họ có thể tìm kiếm những khách hàng khác trong tương lai. Họ phải huấn luyện nhân viên mà cung ứng dịch vụ đó là ý thức cũng như là tuân thủ những quy trình để bảo mật thông tin được. Tôi lấy ví dụ trước đây tôi từng làm ở công ty kiểm toán Ernst & Young, một công ty kiểm toán Big Four, thì tôi thấy rằng là
khi mà vào làm việc á, công ty ngay ngày đầu tiên yêu cầu tôi phải khai báo tất cả những người thân quen trong gia đình, từ cha mẹ, anh em ruột, vợ chồng này kia vân vân, thậm chí cả người yêu nữa, là đang làm việc những cái công ty nào và liệu rằng nó có mâu thuẫn quyền lợi gì hay không. Khi mà tôi làm kiểm toán thì tôi có bị tiết lộ thông tin kiểm toán cho những cái công ty khác mà có người thân của tôi trong gia đình làm ở đó. Vậy thì là một doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực kế toán kiểm toán thì chắc hẳn là bà Trang hiểu rõ hơn vấn đề này. Dạ, cái đó là một cái yêu cầu nghề nghiệp, nó thuộc về cái đạo đức, như là anh Thanh nói, nó thuộc về đạo đức nghề nghiệp trong cái lĩnh vực kế toán kiểm toán. Thì đây cái mình nói về cái vấn những cái rủi ro khi sử dụng cái outsourcing, thì cái rủi ro đó, cái thứ nhất là tiết lộ thông tin. Cái vấn đề thứ hai tôi thấy có những cái rủi ro là cái dịch vụ, nếu mình chọn những cái dịch vụ không tốt thì cái người cung cấp dịch vụ đó cho doanh nghiệp nó sẽ làm gây nên những cái tổn hại cho doanh nghiệp. Thì đơn cử là có những bên ngành nghề của chúng tôi thì có những cái đơn vị chọn những cái kế toán mà thuê ngoài, thì người ta thứ nhất người ta không có một cái bằng cấp khi mà đơn vị thuế hỏi đến cái chức năng để làm cái việc đó cho doanh nghiệp, nhưng người giá phí rất rẻ, nhưng đồng thời người ta sẽ nhận được những cái rủi ro rất lớn. Thí dụ như cơ quan thuế vô kiểm tra quyết toán thì các anh chị đó không làm đầy đủ những cái chức năng, không làm đầy đủ mà không làm đúng nữa, thì gây ra những cái thiệt hại cho doanh nghiệp rất là to lớn, chứ không phải là nhỏ, có thể là lên tới cái vài tỷ, vài trăm triệu tới vài tỷ. Cái như vậy thì cái vấn đề như thế nào để ta chọn một cái nguồn sử dụng cái nguồn nhân lực bên ngoài nó vừa có hiệu quả mà nó vừa tiết kiệm được chi phí. Cái thứ nhất là tôi khuyên các anh chị, các bạn cũng như các công ty là phải sử dụng một cái đơn vị có uy tín, và đồng thời trong cái lĩnh vực mà cung cấp cái loại hình mà các bạn đang cần. Cái vấn đề thứ hai nữa là các bạn phải có soạn thảo được một cái hợp đồng nó chặt chẽ. Thứ nhất là chặt chẽ về cái dịch vụ mà các bạn nhận. Nếu như mà cái dịch vụ đó có rủi ro như thế nào thì là cái người cung cấp dịch vụ hoặc cái đơn vị cung cấp outsourcing đó sẽ chịu cái liên đới, cái trách nhiệm như thế nào. Thì như vậy thì mình sẽ chọn được một cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ vừa có chất lượng cao, giá thấp mà cái rủi ro lại giảm đi rất nhiều. Đó là có ý kiến về vấn đề như vậy. Như vậy thì chắc hẳn là giữa bên sử dụng và...